nước Đức, nơi là thiên đường của ngành cơ khí chế tạo, cho ra đời những dòng xe hạng sang như Audi, Mercedes hay BMW. Tuy nhiên, để nói đến về thiết bị điện thì chúng ta không thể không nhắc đến các thương hiệu như là Mitsubishi, Panasonic hay Toshiba. Và điểm chung của các thương hiệu này đó là đều đến từ Nhật Bản. Ngành kỹ thuật của Nhật Bản thì đã dày công nghiên cứu và cho ra đời một dòng sản phẩm để có thể bảo vệ các thiết bị điện mang thương hiệu Otowa Nhật Bản. Trên thực tế thì thương hiệu này đang chiếm lĩnh khoảng 90% thị phần ở Nhật Bản. Và cụ thể trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những thiết bị phổ biến nhất giúp bảo vệ hệ thống điện 3 pha, đó là thiết bị chống sét lan truyền Otowa mã LST2720S. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với chi tiết của sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm như chúng ta thấy ở đây đều được thể hiện rõ ràng. Thứ nhất, về điện áp hoạt động tối đa UC là 275V. Dòng xả xung xét định mức IN là 20kA. Cấp bảo vệ điện áp UP là 1,5kV. Tất cả các thông số này thì đều đã đạt tiêu chuẩn IEC 616-4311 và N 616-4311. Vậy để lắp đặt thiết bị chống xét lan truyền LST2720S cần lưu ý những vấn đề gì? Để cho các bạn dễ hình dung thì ở đây tôi đã có một mô hình. Với các kỹ thuật thì chắc chắn là nhìn vào mô hình này là có thể dễ dàng hình dung ra cách lắp đặt thiết bị rồi. Ở đây thì tôi có automat tổng, cầu chì và thiết bị cassette lan truyền Otowa LST2720S. Hệ thống điện 3 pha sẽ được đấu nối qua automat rồi đến cầu chì và được đấu nối đến từng pha của thiết bị cassette LST2720S. Ở đây được ký hiệu là L1, L2, L3 với màu sắc tương ứng là đỏ, vàng và xanh. Tiếp theo, dây trung tính của hệ thống điện sẽ được đấu nối với dây trung tính của thiết bị cassette LST2720S và đầu ra của thiết bị sẽ được đấu nối với dây dẫn ra hệ thống tiết điện đã được tính toán và đo đạc cẩn thận đạt tiêu chuẩn. Tương tự như trên mô hình mặt phẳng thì ở đây đã có ký hiệu là 3 pha L1, L2, L3 kèm theo đó là ký hiệu của automat tổng, cầu chì và thiết bị chống sét lan truyền Otowa LST2720S. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đấu nối. Khi đấu nối thì đương nhiên rồi, các bạn cần phải lưu ý kiểm tra nguồn điện, ngắt nguồn điện cũng như là có mũ bảo hộ và găng tay để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình đấu nối. Đầu vào nguồn điện của hệ thống automat tổng và đầu ra, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đấu nối từng pha của hệ thống điện đó là automat tổng với cầu chì. Về cầu chì thì các bạn có thể hiểu đơn giản, nó như là một thiết bị trung gian để ngăn cách nguồn điện, tạo thuận lợi cho quá trình bảo trì hoặc sửa chữa thiết bị chống sét lan truyền, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của phụ tải. Và bước tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu đấu nối từ cầu chì đến thiết bị chống sét lan truyền Otowa LST2720S. Rồi sau đó, dây trung tính của automat, ký hiệu là N màu đen, sẽ được đấu nối với dây trung tính của thiết bị LST2720S. Và bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ đấu nối thiết bị với hệ thống tiết điện. Đây chính là đầu ra của thiết bị sẽ được đấu nối với hệ thống tiết điện đạt chuẩn. Thì cái nguyên lý hoạt động của sản phẩm LST2720S rất là an toàn. Đó là khi có hiện tượng gia tăng đột biến của xung điện áp hoặc là sóng điện từ do sét lan truyền gây ra trên đường điện, thì thiết bị này sẽ có nhiệm vụ đó là bảo vệ hệ thống điện của tủ điện phân phối chính 3 pha, hay ở đây chính là automat tổng 3 pha.
Sản phẩm này có khả năng cắt sét lớn nhất trên từng pha, sau đó sẽ dẫn dòng sét xuống hệ thống tiếp điện để đảm bảo an toàn và không làm hư hỏng các thiết bị phụ tải khi có dòng sét. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về sản phẩm chống sét lan truyền Otowa với mã sản phẩm LST2720S. Trong các video tới thì chúng tôi sẽ thực hiện trên công trình thực tế để anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Còn bây giờ, cảm ơn anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở các video lần sau. Và đương nhiên một chút Nhật Bản cho một sản phẩm chuẩn Nhật Bản đúng không nào? Arigato gozaimashita.